sau khi tái sinh, tôi đến nhà máy dệt theo ký ức kiếp trước. Nhà máy này đã loại bỏ một lô giày cáp cũ, nhưng không ai biết rằng bên trong toàn là đồng đỏ. Đây là thiết bị cũ mà nhà máy cho bạn mang đi bán, cập nhật những dây cáp cũ này để mang đi bán. Tôi mua thì sao? Giá thị trường bao nhiêu? Tôi trả cao hơn giá thị trường hai hào, anh thấy sao? Anh mua bằng cái gì? Anh có tiền giá thị trường của những thứ này là 2 đồng 2 hào, mỗi cần anh trả tôi 2 đồng 4 hào. Đúng vậy, phiền các anh em giúp tôi chuyển đến chỗ. Đến nơi tiền chào cháo múc. Tôi cam đoan sẽ giữ lời anh nói thật chứ. Vệ lão tam ngẩng đầu lên đôi mắt lóe lên một tia sáng. Một cân cao hơn hai hào hơn 400 cân là cao hơn 800 hào. 800 hào vào thời đại đó được coi là một khoản tiền không nhỏ. Vệ lão tam ngẩng đầu lên đôi Nếu mắt anh lễ không lên, lên một tia, tia sáng, hãy đi cùng tôi đến trạm thu mua phế liệu, đi đến nơi không trả tiền, anh cứ việc mang đi. Vệ lão tam nghe tôi nói vậy, cũng cảm thấy có thể thử một lần. Rất nhanh chúng tôi đã đến trạm thu mua phế liệu, lưu lão đệ lại có đồ tốt gì? Chân từ trăm cân dây cáp muốn không? Muốn, đưa tiền đi. Tôi trả hai đồng bốn một cân. Trương Chí Cường nghe giá này, liền lộ vẻ mặt khổ sở lưu huynh đệ. Tôi chỉ trả hai đồng hai một cân, anh trả hai đồng bốn anh cần đi theo giá hai đồng bốn tranh lệch để tôi bù anh cứ yên tâm đi tôi ở đây còn chạy đi đâu cân xong tổng cộng là tư trăm ba mươi hai cân theo giá hai đồng bốn tổng cộng là một nghìn ba mươi sáu đồng tám hào trương trí cường đưa hơn một nghìn đồng cho tôi tôi không thèm nhìn đưa thẳng cho vệ lão tam vệ lão tam cầm tiền vui vẻ đi kiếm được hơn tám trăm hào trong lòng vui mừng nếu không lột được đồng đỏ trong hơn 400 trăm cân sợ rằng lại nợ tám trăm hào lúc đó lâm vi vi chắc sẽ càng khổ sở hơn lưu huynh đệ khoản tranh lệch này tranh lệch gì chứ tôi chỉ nhờ anh trả trước số tiền đó thôi những thứ này tôi chưa bán cho anh đâu nhưng anh yên tâm tôi sẽ bóc vào ra rồi bán giá với anh trương trí cường nghe vậy trong lòng cảm thấy hơi lo tôi hành động rất nhanh bóc một sợi ra xem thử trong lòng thở dài một tiếng sợi cáp thứ hai vẫn là cáp nhôm sắc mặt tôi có chút không tốt rút ra sợi thứ ba bên trong lộ ra lõi đồng đỏ đồng đỏ lộ ra một chút đợi bóc hết lõi đồng và lõi nhôm rồi cân riêng bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu tôi nói cho anh biết chuyện này không được tiết lộ ra ngoài sau này có thể còn có hàng tốt anh nhớ kỹ nhé được tôi không để ý đến anh ta nữa rất cố gắng bóc sợi cáp thời gian trôi qua rất nhanh đến sáng hôm sau lâm vi vi nhìn tôi cả đêm không về trong lòng rất thất vọng cả đêm rồi mà chưa về ra ngoài kiếm tiền gì chứ chắc là lại ra ngoài uống rượu rồi lần này phải ly hôn với anh ta tôi một mình nuôi con còn hơn là phải gánh vác cái gia đình này nhưng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa lâm vi vi cô ra ngoài đi tôi nghe người ta nói lưu đại trang muốn chuyển đồ trong nhà cho gì ba cũng cảm thấy có thể thử một lần nợ chúng tôi không phải tiền à người phụ nữ này là đồng hồng hà là gì thứ hai của lâm vivi trước tôi không có tiền đã lấy trộm đôi bông tai của lâm vivi và bán rẻ cho dì hai của lâm vivi nhưng đồng hồng hà nói đôi bông tai là dạ và yêu cầu tôi trả tiền lại lâm vivi tưởng tôi coi cô là chồng cô đối xử với gia đình mình như thế sao cô nợ người khác tiền để họ đến nhà mang đồ đi cô nợ tiền tôi cô nghĩ là xong à nợ gia đình không phải tiền à lau sạch cái ti sáu cho tôi tôi sẽ mang nó về trước dì hai đại tráng đã thỏa thuận với người khác thỏa thuận thì thỏa thuận có ích gì cô nợ tiền tôi cô không định trả à để mọi người xung quanh nghe một chút Lâm Vivi và Lưu Đại Tráng là một lũ nợ tiền của Dì Hai mà không định trả. Nhà tập thể vốn đã cách âm kém, Đồng Hồng Hà lại rất to tiếng, một lần nữa làm cho hàng xóm xung quanh đến xem náo nhiệt. Tôi là Dì Hai của Lâm Vivi, năm xưa đã lấy của tôi hơn 400 đồng, bây giờ lại không định trả tiền. Mọi người đánh giá xem có cháu gái nào như thế không? Đồng Hồng Hà như một người đàn bà chua ngoan Đà. làm âm ý trước cửa nhà. Lâm Vivi cảm thấy mất mặt, đặc biệt là bị người ta chỉ trỏ, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đang làm gì đấy? Anh muốn dọn đồ à? Lưu Đại Tráng đã nói rõ với tôi rằng không trả tiền thì đưa đồ cho tôi cô ở đây làm ầm ĩ làm gì cho cô tại sao phải cho cô lâm Vi và lưu đại tráng nợ tôi tiền thì những đồ này đáng lẽ phải thuộc về tôi lão lý anh mau ra đây có người đến nhà lưu đại tráng dọn đồ đó đều là đồ của chúng ta anh mau ra đây lý quốc trường nghe thấy tiếng liền chạy tới ai dám dọn đồ đó đều là của nhà tôi lưu đại tráng đã nói rõ ràng với tôi tôi dọn đi xem ai dám cản đồng hồng hà nói rồi lao vào nhà lâm Vi ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy lưu mặc mặc nước mắt rời lã chã cô đã sớm đoán rằng sẽ có ngày này chỉ không ngờ nó đến sớm như vậy Lý Quốc Trương cũng vào nhà cùng với dì ba. Bắt đầu rằng cô với Đồng Hồng Hà để lấy lại, các người đang làm gì vậy? Lưu Đại Tráng, anh về đúng lúc lắm, hôm qua anh nói đưa những đồ này cho tôi, bây giờ tại sao lại có người đến cản? Lưu Đại Tráng anh nợ tôi hơn 400 đồng, tại sao lại cho người khác dọn đồ mà không cho tôi? Hôm nay đưa hết đồ cho tôi. Chúng ta sau này coi như xong nợ đần. Ai cho các người dọn đồ, anh nợ mà không trả, chúng tôi dọn đồ chẳng phải là lẽ thường sao? Xin lỗi nhé, hôm nay những đồ này không ai dọn đi được đâu. Không ai dọn đi được làm sao chơi trò lươn lẹo à? Nợ mà không trả, rõ ràng hôm qua anh nói rồi, không trả tiền thì tôi dọn đồ hôm nay lại không giữ lời à Lưu Đại Tráng anh muốn làm gì đàn ông con trai phải giữ lời anh không có tiền trả người ta để người ta dọn đồ chẳng phải là lẽ thường sao những lời anh nói hôm qua anh quên rồi nhưng tôi không quên tôi đã nói nếu trong hai ngày không trả tiền anh ta có thể đến lấy đồ tôi nghĩ rằng đàn ông dù không có tài cắn gì nhưng ít nhất cũng phải giữ lời chứ anh nợ tiền không trả bây giờ lại định giờ trò sao lại gọi mấy thằng bạn xấu của anh đến đây để đe dọa người khác Lưu Đại Tráng là người sao có thể để người ta dọn đồ không là trả tiền anh có tiền không không phải hôm qua anh nói đi kiếm tiền sao tiền đâu rồi lại đi uống rượu đánh bài rồi chứ gì dọn đi họ dọn xong tôi sẽ ly hôn với anh cô thật sự không tin tôi sao lâm vi vi đã nói vậy vậy thì chúng tôi không khách sáo dù sao anh cũng không có tiền ti sáu là của chúng tôi tiền đấy đây không phải là tiền sao vậy mọi người xem đây là cái gì dì ba nhìn vào đống tiền liền choáng váng cả đống dây cục này ít nhất cũng phải bảy tám trăm đồng tổng cộng là hai trăm ba mươi đồng hai đồng cô có muốn đếm không nhân lúc đông người tránh việc nói tôi đưa thiếu mọi người đều ngạc nhiên đặc biệt là lâm vi vi nhìn vào số tiền tám trăm đồng trong tay một lúc cô cảm thấy bối rối thật sự đi kiếm tiền sao sao có thể như vậy chẳng lẽ anh ta đã thay đổi dì ba bối rối tay cầm tiền mà vẫn còn mơ màng hồi đó tôi chỉ mượn cô 200 đồng bây giờ chưa đến nửa năm cô đòi tôi 232 đồng cô nghĩ gì vậy tôi không tính toán vì đây là cái bẫy tôi tự rơi vào nhưng cô đã cho tôi vay tiền tôi vẫn biết ơn cô tôi cần gì sự biết ơn của anh dì ba nhận tiền hung hăng chừng mắt nhìn tôi quay người kéo lý quốc trương đi dì hai hồi đó cô cho tôi từ trang đó là vì tôi đã lấy trộm bông tai của lâm vi theo lý mà nói theo lý mà nói nhưng cô suốt ngày nói đôi bông tai đó là giả chúng ta vốn dĩ không còn nợ nần nếu cô nói là giả thì cô trả lại đôi bông tai 400 đồng này sẽ là của cô đồng hồng hà nhìn qua mím môi lại muốn lấy số tiền này nhưng không muốn trả lại đôi bông tai vì đôi bông tai đó là vàng nguyên chất đôi bông tai đó vốn là giả tôi đã sớm vứt đi rồi anh còn muốn tôi trả lại sao đồ dạ mà anh còn muốn làm gì đưa tiền đây cho tôi chúng ta sẽ xong ngay nghĩ nhiều rồi đấy cô nói giả là giả không trả lại đồ thì đừng mong lấy tiền trả đồ lại cho tôi tôi thậm chí có thể đưa cô thêm 100 đồng dù sao thì đó cũng là của không BB. có cửa đâu Số tiền này sớm muộn gì cô cũng phải trả, Đồng Hồng Hà cảm thấy hôm nay không thể lấy gì, cô quay người đi ra ngoài, cả đám người trong nhà cũng nhanh chóng rời đi, chỉ trong chốc lát cả phòng đã trống rỗng. Lưu đại tráng, tiền này từ đâu ra lại lén lút làm gì nữa?